chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bản tin mới nhất về tình hình an ninh thế giới ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính đáng chú ý mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Nóng Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối việc diễn tập của Trung Quốc tại đảo Trí Tôn là vi phạm chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục tiến hành thêm một cuộc tập trận trên Biển Đông. Bộ Tứ Liên Thủ muốn phá thế thống trị của Trung Quốc về đất hiếm. Trung Quốc ra điều kiện đối thoại với Đài Loan sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Nóng, Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối việc diễn tập của Trung Quốc tại đảo Trí Tôn là vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tại họp báo thường kỳ ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Bà Hằng cho biết, mọi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định trật tự, an ninh an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông. Trước đó vào ngày 3 tháng 3, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc có phóng sự về cuộc diễn tập trái phép của Hải lục không quân và Thủy quân lục chiến Trung Quốc ở đảo Trí Tôn trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Cũng tại cuộc họp báo, phản hồi về hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Mỹ vừa được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hôm 3 tháng 3. Người phát ngôn cho biết Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế bà hằng cho biết hiện nay đã và đang xuất hiện nhiều ý tưởng sáng kiến hợp tác trong khu vực ấn độ dương thái bình dương do các quốc gia trong và ngoài khu vực đề xuất việt nam luôn mong muốn và hoan nghênh các sáng kiến góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế tôn trọng quyền và lợi ích của tất cả các nước bảo đảm vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình Hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Mỹ nêu rõ các ưu tiên chiến lược và an ninh của Tổng thống Biden, đồng thời khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tài liệu này cũng cho biết Trung Quốc xếp thứ ba trong năm thách thức chính đối với an ninh quốc gia Mỹ. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ thời gian qua duy trì, đa phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh quốc phòng. Người phát ngôn nói trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, trong đó có thể kể đến biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2011, tuyên bố về tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015 và kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2018-2020. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển khu vực cũng như quốc tế. Trung Quốc tiếp tục tiến hành thêm một cuộc tập trận trên biển Đông. Ngày 12 tháng 3, Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận trên biển Đông kéo dài tới ngày 14 tháng 3, theo thông báo từ Cục Hải sự Hải Nam Trung Quốc. Thông báo từ Cục Hải sự Hải Nam Trung Quốc cho biết, khu vực tập trận nằm ở phía đông bắc đảo Hải Nam. Ngoài ra cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết. Song song với cuộc tập trận mới, quân đội Trung Quốc đang tiến hành một hoạt động tương tự kéo dài tới hết tháng này. Cũng tại Biển Đông, sự kiện này diễn ra trong khu vực có bán kính 5 km phía tây bán đảo Lô Châu, tỉnh Quảng Đông. Như vậy, tính từ tháng 7 năm 2020, Trung Quốc đã liên tục tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự trong khu vực. Theo chuyên gia quân sự Zhou Minh quân đội Trung Quốc đang tăng cường tập trận, nâng cao yêu cầu về hoạt động chung và thực chiến với các binh sĩ nhằm cải thiện năng lực chiến đấu. Đây còn được coi là phản ứng nhằm đối trọng trước tình hình Mỹ và các nước đồng minh liên tục điều tàu chiến, máy bay qua Biển Đông nhằm thể hiện quyền tự do hàng hải, hàng không trên tuyến đường biển quan trọng thứ hai của thế giới. Bộ Tứ Liên Thủ muốn phá thế thống trị của Trung Quốc về đất hiếm Nikkei mới đây đưa, đưa tin, nhóm bộ tứ được cho là đang lên kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu xuất hiện trong hàng loạt sản phẩm từ điện thoại thông minh, động cơ cho tới pin xe điện. Trung Quốc hiện đang là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới và sức mạnh thị trường của nước này đã gây ra những quan ngại. Nhiều ý kiến lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ biến đất hiếm thành vũ khí địa chính trị. Nhóm bộ tứ dự kiến sẽ đối phó với mối quan ngại trên thông qua hợp tác tài trợ công nghệ sản xuất mới và các dự án phát triển cũng như đi đầu trong việc soạn thảo các quy tắc quốc tế. Mục tiêu của nhóm là thiết lập nên một chuỗi mua bán đất hiếm để thách thức sự thống trị của Trung Quốc. Theo Nikkei, lãnh đạo các nước thuộc bộ tứ ngày 12 tháng 3 dự kiến sẽ xác nhận mong muốn giảm phụ thuộc vào các nguyên liệu đất hiếm của Trung Quốc. Trung Quốc hiện như gần nắm thế độc quyền trong lĩnh vực tách và tinh chế đất hiếm, những quy trình gây ra những lo ngại liên quan đến môi trường và hủy hoại đất. Tuy nhiên, Bắc Kinh ít quyền kiểm soát hơn cho việc khai thác các nguyên tố đất hiếm. Mỹ xuất khẩu quạng đất hiếm sản xuất trong nước sang Trung Quốc, sau đó nhập lại 80% đất hiếm đã được tinh chế từ Trung Quốc. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung Quốc vào năm 2020 chiếm 58% sản lượng đất hiếm trên toàn cầu, giảm so với con số khoảng 90% cách đây 4 năm, do Mỹ và Australia đã dần dần tăng cường sản xuất nhiên liệu đất hiếm của riêng họ. Nhóm bộ tứ dự kiến sẽ đầu tư phát triển công nghệ tinh chất đất hiếm, các mạch đất hiếm thường chứa các chất phóng xạ và một lượng lớn chất thải phóng xạ được tạo ra trong quá trình tinh chế. Do đó, bộ tứ sẽ tập trung vào việc đưa ra các công nghệ lọc chất thải phóng xạ ở mức thấp và chi phí rẻ. Bộ Tứ cũng dự kiến chỉ đạo cho các tổ chức tài chính trực thuộc chính phủ cung cấp các khoản vay hợp vốn cho các doanh nghiệp khai thác và tinh chế đất hiếm. Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ các kế hoạch xử lý quạng của Australia tại Mỹ và Nhật Bản đang cân nhắc xem có nên tham gia vào dự án này hay không. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế dự định thiết lập các quy tắc để ngăn chặn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Trung Quốc ra điều kiện đối thoại với Đài Loan Ngày 11 tháng 3, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhắc lại rằng Bắc Kinh hoan nghênh đối thoại với bất kỳ đảng phái chính trị nào từ Đài Loan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều đó chỉ xảy ra khi hòn đảo này chấp nhận rằng chỉ có một Trung Quốc. Theo South China Morning Post, nhật báo Hoa Nam Trung Quốc. Phát biểu của ông được đưa ra tại cuộc họp báo bế mạc kỳ họp lập pháp thường niên của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gia tăng trên eo biển Đài Loan. Các cuộc trao đổi chính thức đã bị đình chỉ kể từ khi bà Thái Anh Văn được bầu làm nhà lãnh đạo hòn đảo vào năm 2016 và từ chối chấp nhận đồng thuận năm 1992, làm cơ sở cho các mối quan hệ. Đồng thuận năm 1992 là đồng thuận giữa đại cục và hòn đảo, rằng chỉ có một Trung Quốc, nhưng hai bên có thể có những cách giải thích khác nhau về điều đó. Ông Lý cho biết tất cả chính đảng và chính trị gia ở Đài Loan đều được hoan nghênh để thảo luận về quan hệ hai bờ eo biển với Bắc Kinh, miễn là họ làm như vậy theo nguyên tắc một Trung Quốc và sự đồng thuận năm 1992. Thủ tướng là nhà lãnh đạo cấp cao duy nhất công khai bình luận về Đài Loan. Tại phiên họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc năm nay, Thủ tướng Trung Quốc nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển và thống nhất đất nước." và chúng tôi phản đối bất kỳ hình thức độc lập nào của Đài Loan và sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của Đài Loan. Ông cũng nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp Đài Loan tìm kiếm cơ hội tại đại lục. Tuy nhiên, tại Đài Loan, ông Chiu Chu Chang, Phó Chủ tịch Hội đồng các vấn đề đại lục cho biết, Đài Bắc không chấp nhận sự đồng thuận năm 1992. Ông Chiu nói, chúng tôi kêu gọi phía bên kia eo biển Đài Loan lưu ý đến suy nghĩ của người dân Đài Loan và kiềm chế sử dụng các điều khoản chính trị để kim hãm sự tương tác hữu nghị xuyên eo biển. Những phát biểu của ông Lý được đưa ra trước cuộc gặp giữa các đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc tại Mỹ và Alaska vào tuần tới. Cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Trước đó, sĩ quan quân sự hàng đầu của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương, đối đốc Philip Davidson đã nói trước một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ rằng Bắc Kinh có thể tấn công Đài Loan trong 6 năm tới. Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát của mình bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc đã tăng cường sức ép lên hòn đảo tự trị, bao gồm cả việc lôi kéo các đồng minh ngoại giao và điều máy bay ném bom vào không phận của Đài Loan. Ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gọi Đài Loan là làn danh đỏ, không nên vượt qua, nói rằng Nhà Trắng nên từ bỏ mối quan hệ của chính quyền trước đây với hòn đảo này. Ông nói, chính phủ Trung Quốc không thỏa hiệp cũng như không nhượng bộ về vấn đề Đài Loan. Chúng tôi kêu gọi chính quyền mới của Mỹ nhận thức đầy đủ về mức độ nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và thay đổi hoàn toàn các hoạt động nguy hiểm của chính phủ trước đó là vượt qua ranh giới và trời với lửa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ Tin tức 24h TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.